Được thành lập vào năm 1978 trên nền tảng không gì ngoài những ước mơ và làm việc chăm chỉ, Forever Living hiện đã trở thành một công ty lớn có giá trị nhiều tỷ đô la. Forever Living tọa lạc tại thành phố Scottsdale, bang Arizona, Hoa Kỳ, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Forever không chỉ phân phối những sản phẩm tăng cường sức khỏe mà còn mang lại cho bạn cơ hội sở hữu công việc kinh doanh của riêng mình, đồng thời đảm bảo tương lai tài chính của bạn bằng một kế hoạch đã được minh chứng. Với hơn 9,5 triệu nhà phân phối ở hơn 155 quốc gia, Forever Living đã mang đến một cơ hội trong đời cho mọi người, giúp họ có được cuộc sống khỏe mạnh hơn, sung túc hơn. Ngày mới thành lập, Ngài Redmond đã tìm đến một phương pháp có thể đạt được cả hai điều, có được sức khỏe tốt hơn và cả sự tự do về mặt tài chính. Đó là một ý tưởng kinh doanh rất đơn giản đối với bạn bè và người thân trong gia đình của ông. Thay vì bỏ ra những số tiền lớn cho việc quảng cáo truyền thống, phương thức kinh doanh này sẽ chi trả cho bất cứ ai sẵn sàng chia sẻ những sản phẩm này với bạn bè và người thân của họ. Tính chất của sản phẩm và tính đơn giản của kế hoạch kinh doanh có ý nghĩa rằng bất cứ ai cũng có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân họ. Một số bắt đầu với tư cách là khách hàng tìm kiếm những sản phẩm tốt hơn cho sức khỏe của bản thân, và họ không thể không chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời về sản phẩm với nhiều người khác. Một số khác lập tức thấy được tiềm năng kinh doanh và bắt đầu một công việc kinh doanh thành công ngay tại nhà riêng của mình. Với hàng triệu người như bạn, những người có cùng những mục tiêu trong đời, sức khỏe tốt hơn và tự do về tài chính, Forever Living Products đã thành công vì chúng tôi quý trọng những gì các bạn quý trọng. Chúng tôi mang lại cho bạn những công cụ để bạn kiểm soát và sống một cuộc sống mà bạn luôn mong muốn. Khi Ngài Redmond tạo ra Forever Living Products, Ngài biết rằng sự thành công của một công ty tùy thuộc rất nhiều vào hai điều: cung cấp các sản phẩm chất lượng với giá phải chăng và mang lại cơ hội kinh doanh đáng tin cậy và có lợi nhuận cho tất cả mọi người như bạn. Aloe Vera hay Lô Hội được xem là nền tảng xây dựng toàn bộ tổ chức của chúng tôi. Vì vậy, Forever Living đã tìm cách đảm bảo đạt được quyền sở hữu những vùng miền Aloe Vera, Lô Hội, các nhà máy sản xuất và đóng gói, những tiện nghi kho bãi. Hãy cùng xem những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bạn đang sử dụng được sản xuất như thế nào nhé. Đây là một trong những đồn điện Lô Hội của chúng tôi tại Cộng hòa Dominica. Một biển cây Lô Hội không thể tìm thấy được ở bất kỳ đâu trên hành tinh này. Việc xử lý đất kỹ lưỡng trước khi trồng, việc vun trồng cây thật cẩn thận và sự chăm sóc tỉ mỉ từng mẫu đất hoàn toàn bằng những kỹ thuật hữu cơ chỉ để mang lại nguồn gel Lô Hội tinh khiết với chất lượng cao nhất. Được tạo ra từ các nông trường của chúng tôi sẽ được chuyển đến nhà máy sản xuất Aloe Vera of America tại Dallas, Texas. Ở đó, chúng được dùng để sản xuất ra những sản phẩm Lô Hội hoàn hảo nhất cho thế giới. Những kỹ thuật công nghệ kết hợp mới và cải tiến đã cải thiện chất lượng các sản phẩm có nguồn gốc từ Lô Hội của chúng tôi, và những dây chuyền đóng gói tự động đã cải thiện đáng kể năng suất sản xuất, quản lý chất lượng và hiệu quả toàn diện. Ngoài ra, chúng tôi còn có trung tâm phân phối đặt ở ngoài nước Mỹ như Forever Direct, Forever Nutraceutical, nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng hiện đại nhất với những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng mới như Agri Cộng mà bạn biết. Forever Nutraceutical thiết lập những trang thiết bị chế biến sản xuất tự động mới nhất, để từ đó chúng tôi có thể cung cấp cho các nhà phân phối của Forever Living những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng đặc biệt nhất với chất lượng cao nhất không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. Với những cánh đồng Lô Hội trồng ở nhiều nước,
và các nhà máy sản xuất, chế biến trực thuộc Forever Living Products cho phép công ty có thể kiểm soát được chất lượng và chi phí trong mỗi công đoạn của công trình, bắt đầu với nguồn nguyên liệu thô và kết thúc với những thành phẩm mà các bạn đang tận hưởng. Nhờ đó, Forever Living được bảo vệ khỏi những cuộc chiến kinh tế và tăng giá vùn vụt, và khách hàng luôn nhận được những sản phẩm an toàn, chất lượng. Forever Living là một công ty hoàn toàn độc lập. Forever Living là một công ty bền vững với những kỷ lục về sự tăng trưởng và lợi nhuận đã được chứng minh. Không có cơ hội kinh doanh nào khác tương tự như thế. Forever Living là một công ty thành công. Forever Living là một công ty vững chắc, đáng tin cậy. Cơ hội kinh doanh của Forever Living là cơ hội duy nhất mang lại cho bạn sự trọn vẹn hoàn toàn. Công việc kinh doanh duy nhất bảo vệ sự thành công của bạn như chính sự thành công của công ty. Forever Living cuối cùng đã làm cho bạn có thể sở hữu một công việc kinh doanh của riêng mình. Bạn sẽ là chủ của chính mình, tự kiểm soát thời gian của bản thân và được hưởng những khoản thu nhập dư dả, thoải mái. Từ đó, bạn sẽ đạt được sự tự do về mặt tài chính theo cách của mình. Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp độc quyền và cơ hội kinh doanh đã được minh chứng của Forever Living. Chính xác là những gì mà hàng triệu người đang tìm kiếm. Sự khỏe mạnh tuyệt vời và sự an toàn về tài chính. Bạn kiếm được tiền đơn giản bằng cách chia sẻ giấc mơ này với nhiều người khác. Những người đứng sau Forever Living không phải là những thành viên trong ban điều hành, những nhà tiếp thị, người làm kinh doanh hay những kỹ thuật viên máy tính. Với chúng tôi, họ là những thành viên của một gia đình. Khi ngài Redmond thành lập Forever Living vào năm 1978 với mong muốn đem lại cho bạn bè và gia đình của ngài một cuộc sống có chất lượng cao hơn. Điều đó cũng có nghĩa là ngài đang tạo ra một công ty kinh doanh có chất lượng như mong muốn. Một doanh nghiệp mà mọi sự lựa chọn đều được thực hiện bằng sự toàn vẹn. Điều đặc biệt hơn cả là tất cả nhân viên của công ty đều được xem là những người con trong gia đình. Sau công ty là những nhà lãnh đạo tuyệt vời thúc đẩy công ty phát triển, và với nhiều năm kinh nghiệm cùng những ý tưởng cải tiến mới, Forever Living Products, một thương hiệu có giá trị hàng tỷ đô la, đang hướng đến sự thành công thực sự. Forever Living Products, một công ty đặc biệt có thể thay đổi cuộc đời của bất cứ ai khi lựa chọn những mục tiêu sức khỏe tốt hơn và tự do về tài chính. Bởi vì giấc mơ với Forever, một giấc mơ có thật. Cuối những năm 90 của thế kỷ 20 trước, từ cơ duyên gặp gỡ giữa bà Trương Thị Nhi với Forever Living Products, FLP, một tập đoàn nổi tiếng của Mỹ về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe từ cây lô hội. Là một người có tầm nhìn và giàu kinh nghiệm trong kinh doanh, bà Trương Thị Nhi đã quyết định thành lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại lô hội vào ngày 15 tháng 6, 2002. Có thể nói, sự ra đời của công ty là một bước ngoặt trong hoạt động thương mại ở Việt Nam.
và đồng hành cùng Lô Hội. Hiện nay, công ty Lô Hội phân phối độc quyền 3 dòng sản phẩm được chiết xuất từ gel Lô Hội tinh khiết, ổn định 100%, mang nhãn hiệu Forever Living Product. Đó là thực phẩm chức năng giúp bổ sung dinh dưỡng, duy trì sức khỏe tốt, hỗ trợ việc điều trị nhiều căn bệnh mãn tính và giúp mang lại một sức khỏe tối ưu cho tất cả mọi người. Dòng mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp hoàn toàn thiên nhiên, dùng để làm đẹp da bên ngoài và trang điểm. Sản phẩm gia dụng nổi bật với nước tẩy rửa đa năng Forever MPD Ultra 2X với rất nhiều công dụng hữu ích cho các bà nội trợ, đặc biệt giúp tẩy các vết bẩn cứng đầu, tẩy vết dầu mỡ. Được xây dựng trên mảnh đất xanh trù phú ven sông Tiền và vẫn giữ những nét đặc trưng của vùng sông nước.
lên sau mỗi năm. Chào mừng bạn đến với phần giải thích từng bước kế hoạch tiếp thị của Forever Living Products. Chúng tôi rất vui khi có cơ hội chia sẻ với các bạn kế hoạch trả thưởng hấp dẫn nhất trong ngành kinh doanh đa cấp này. Một kế hoạch được thiết lập để tưởng thưởng cho những ai muốn tạo dựng một khoản thu nhập có thể đáp ứng các nhu cầu hiện tại và đảm bảo sự ổn định trong tương lai. Cho những ai sẵn sàng thực hiện mong muốn ấy trong một môi trường kinh doanh có đạo đức, kế hoạch của chúng tôi dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản. Đầu tiên là sử dụng và chia sẻ. Tức là bạn sử dụng sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm của bạn với những người khác. Tiếp theo là kết hợp những nỗ lực, đem lại cho bạn cơ hội để tăng thêm thu nhập bằng cách bảo trợ cho những người khác cùng kinh doanh. Cuối cùng là nguyên tắc, tạo dựng sự nghiệp kinh doanh cho bản thân bạn, nhưng bạn không phải thực hiện một mình. Nguyên tắc này mang đến cho bạn sự giúp đỡ và hỗ trợ của nhiều người khác trên khắp thế giới, những người chỉ quan tâm đến sự thành công của bạn giống như bạn. Trong phần đào tạo này, chúng tôi sẽ giải thích về chiết khấu cá nhân, lợi nhuận bán lẻ, lợi nhuận từ giá NDP, hoa hồng cá nhân và hoa hồng nhóm của kế hoạch tiếp thị. Trước tiên, hãy để chúng tôi giải thích cách tính thành tích bán hàng, khối lượng doanh số ở FLP. Thành tích bán hàng, khối lượng doanh số của chúng ta được tính theo giá trị chỉ tiêu, gọi tắt là CC. Mỗi sản phẩm đều được quy định một giá trị chỉ tiêu. Và vì hoạt động của bạn sẽ được phản ánh bằng việc mua sản phẩm của bạn, nên những giá trị chỉ tiêu này sẽ được tích lũy khi sản phẩm được mua để xác định cấp bậc của bạn trong kế hoạch tiếp thị, cũng như xác định tiêu chuẩn cho những chương trình khuyến khích khác. Tổng số sản phẩm được mua sẽ thể hiện tổng số chỉ tiêu mà bạn đạt được. Khi trở thành một nhà phân phối, bạn mua sản phẩm trực tiếp từ công ty với giá giảm 15% so với giá bán lẻ. Khi bạn tích lũy đủ 2 chỉ tiêu bán hàng cá nhân trong 2 tháng liên tục bất kỳ, bạn sẽ được mua sản phẩm với giá sỉ. Khi đó, chiết khấu cá nhân lẫn lợi nhuận bán lẻ sẽ tăng cố định đến 30% so với giá lẻ. Là một nhà phân phối, bạn có quyền bảo trợ cho những người khác trở thành nhà phân phối. Bạn có thể nhận được lợi nhuận từ những chỉ tiêu trực tiếp của nhà phân phối này. Khi những nhà phân phối được bạn bảo trợ trực tiếp hoặc khách hàng bán lẻ của họ đặt mua sản phẩm, công ty chi trả cho bạn lợi nhuận NDP là 15% so với giá bán lẻ. Khoản lợi nhuận này sẽ được chi trả cùng với hoa hồng hàng tháng của bạn. Khi các nhà phân phối này đủ điều kiện được mua giá sỉ, thì bạn sẽ không nhận được khoản lợi nhuận NDP này nữa. Tuy nhiên, thành tích bán hàng của họ vẫn tiếp tục giúp ích cho bạn trong việc thăng cấp cũng như nhận hoa hồng. Bạn có thể tăng thu nhập của mình bằng cách hội đủ yêu cầu để đạt được các cấp bậc cao hơn trong các kế hoạch tiếp thị. Trợ lý giám sát, trợ lý quản lý để giúp bạn thăng cấp. Các chỉ tiêu của các nhóm bán hàng của bạn sẽ được kết hợp với các chỉ tiêu cá nhân của bạn. Và khi bạn tích lũy các chỉ tiêu cần thiết cho một cấp bậc, bạn sẽ tự động được thăng lên cấp bậc đó. Chỉ tiêu sử dụng để thăng cấp là chỉ tiêu được tích lũy trong tháng hiện tại cộng với tháng trước đó. Một trong những lợi thế lớn của kế hoạch tiếp thị của chúng tôi là một khi bạn hội đủ điều kiện đối với một cấp bậc nào thì bạn sẽ không bao giờ bị hạ xuống một cấp bậc thấp hơn. Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng về việc duy trì khối lượng nhằm duy trì cấp bậc của bạn. Khi bạn và nhóm của bạn tích lũy 2 chỉ tiêu trong bất kỳ 2 tháng liên tiếp nào, bạn sẽ trở thành trợ lý giám sát. Ví dụ, nếu bạn và nhà phân phối tuyến dưới của bạn tạo ra một chỉ tiêu trong tháng 1 và một chỉ tiêu trong tháng 2, bạn sẽ trở thành trợ lý giám sát. Tất nhiên, bạn không cần phải chờ đợi 2 tháng. Bạn có thể đạt các chỉ tiêu đó trong vòng 1 tháng hoặc trong 1 ngày mà không có vấn đề gì. Là một trợ lý giám sát, bạn nhận được hoa hồng trên tất cả chỉ tiêu cá nhân của bạn sau khi bạn lên cấp.
Đây được gọi là hoa hồng cá nhân và bằng 5% so với giá bán lẻ của các sản phẩm bạn đã mua. Một trong những lợi thế lớn của kế hoạch tiếp thị FLP là tất cả các khoản tiền thưởng được trả sẽ căn cứ vào giá bán lẻ đề xuất. Khi bạn hướng dẫn cho các nhà phân phối trong hệ thống của mình thực hiện những gì bạn đã làm, họ sẽ bảo trợ cho các nhà phân phối mới và phát triển mạng lưới của bạn. Khi bạn và nhóm của bạn tích lũy 25 chỉ tiêu trong một hoặc hai tháng liên tiếp, bạn sẽ được tự động thăng lên cấp bậc giám sát và bạn nhận được khoản hoa hồng cá nhân là 8% đối với tất cả các chỉ tiêu cá nhân của bạn được tạo ra sau đó. Quy trình phát triển mạng lưới mà bạn đã khởi đầu sẽ lặp lại một cách tự nhiên. Mạng lưới của bạn sẽ phát triển và khối lượng sẽ gia tăng. Và khi nhóm của bạn tạo ra 75 chỉ tiêu trong thời gian 1 hoặc 2 tháng liên tục, bạn sẽ đạt cấp bậc trợ lý quản lý. Hoa hồng bạn được nhận từ chỉ tiêu bán hàng cá nhân tăng lên 13%. Sự phát triển của mạng lưới phân phối của bạn tiếp tục gia tăng và khi khối lượng tích lũy đến 120 chỉ tiêu trong vòng 2 tháng liên tiếp, bạn trở thành một quản lý và bắt đầu nhận hoa hồng là 18% từ chỉ tiêu bán hàng cá nhân của bạn. Từ nãy giờ chúng tôi đã mô tả các khoản hoa hồng mà bạn được hưởng từ thành tích bán hàng cá nhân của bạn. Bây giờ hãy tìm hiểu thêm làm thế nào để bạn nhận được hoa hồng từ các nhà phân phối khác trong hệ thống của bạn. Bạn có thể nhận được hoa hồng này sau khi bạn đạt cấp bậc trợ lý giám sát. Hoa hồng được tính dựa trên cấp bậc của nhà phân phối mà bạn bảo trợ trực tiếp. Ví dụ, nếu bạn ở cấp bậc quản lý và bảo trợ trực tiếp một nhà phân phối mới, bạn sẽ nhận được hoa hồng 18% từ các chỉ tiêu của nhà phân phối mới này và tất cả các nhà phân phối tuyến dưới của họ. Nếu bạn đã có một trợ lý giám sát được bạn bảo trợ trực tiếp, bạn sẽ nhận được hoa hồng 13% từ các chỉ tiêu của trợ lý giám sát này và nhóm của họ. Nếu bạn đã có một giám sát, bạn sẽ nhận được hoa hồng 10%, và nếu bạn đã có một trợ lý quản lý, bạn sẽ nhận được hoa hồng 5% từ hệ thống đó. Tương tự, trợ lý quản lý nhận được hoa hồng là 13% từ nhà phân phối mới được họ bảo trợ trực tiếp, 8% trên hệ thống trợ lý giám sát được bảo trợ trực tiếp và 5% trên các hệ thống giám sát của họ. Giám sát nhận được hoa hồng là 8% từ nhà phân phối mới của họ và 3% trên hệ thống trợ lý giám sát. Trợ lý giám sát nhận được hoa hồng là 5% từ nhóm phân phối mới của họ. Có nhiều yêu cầu khác nhau để nhận được các khoản hoa hồng này. Ví dụ, để nhận được hoa hồng từ thành tích bán cá nhân của bạn, yêu cầu duy nhất là bạn hoặc khách hàng của bạn mua sản phẩm bằng mã số cá nhân của bạn. Để nhận được hoa hồng từ các đơn đặt hàng của nhà phân phối của bạn thì không cần yêu cầu gì đối với bạn. Sau khi bạn đạt cấp bậc giám sát, để đủ điều kiện nhận được hoa hồng từ nhóm trợ lý giám sát, trợ lý quản lý của bạn, bạn phải năng động với 4 chỉ tiêu cá nhân và nhà phân phối mới trong tháng. Bạn có thể đạt 4 chỉ tiêu năng động từ hai nguồn, mua sản phẩm bằng mã số cá nhân của bạn cộng với các chỉ tiêu cá nhân của những tuyến dưới của bạn đang ở cấp bậc nhà phân phối. Trong 4 chỉ tiêu đó, ít nhất có một chỉ tiêu được mua bằng mã số cá nhân của bạn. Chúng ta đã kết thúc phần tìm hiểu về việc chi trả hoa hồng cá nhân và đội nhóm. Bây giờ, các bạn đã nắm bắt phần cơ bản kế hoạch tiếp thị của chúng tôi. Chúng tôi mời các bạn xem video kế tiếp để tìm hiểu thêm các kế hoạch tiếp thị tiếp theo. Chào mừng các bạn trở lại với phần giải thích từng bước kế hoạch tiếp thị của Forever Living Products. Phần này, chúng tôi sẽ tập trung giải thích về hoa hồng lãnh đạo, hoa hồng gem,